Okay, nhà nước Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào tất cả quý anh chị. Em là Điền đây. Thì hiện tại trước mặt anh chị đây là cái trục chính, đường nhựa trục chính đi ra thẳng ra quốc lộ 55 anh chị. Khoảng đó khoảng vài trăm mét thôi. Ở ngoài kia quốc lộ 55. Tại em đứng đây là cái mặt tiền đường nhựa cũng rộng đâu đó khoảng 6-7 mét anh chị, có trừ hai nắp cống mương nước nè. Bên này cũng có rồi, bên này cũng có mương nước rồi. Thì bây giờ em đang đứng ở đây là ở xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị, ngay trung tâm luôn anh chị. Còn phía sau lưng em đây thì đường vô khu dân cư ngã ba này, để trái ra phải đi khu dân cư song song với quốc lộ 55, cũng thông ra lại quốc lộ 55 anh chị. À, cái quốc lộ 5 này mình đi thì mình ra đó gặp quốc lộ 5, mình rẽ phải là mình đi thị trấn Phước Bửu, cũng như là đi biển Hồ Tràm anh chị, đi Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu. Và mình rẽ phải thì mình rẽ trái thì mình đi lại suối nước nóng Bình Châu, cũng như đi Bình Thuận anh chị, đi biển Bình Châu rồi đó. Thì Bông Trang mình thì từ đây mà chạy ra cái chỗ trung tâm Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc á, thì khoảng đâu đó là 2-3 cây số anh chị. Rồi em xin giới thiệu với anh chị cái lô đất đây, nó có diện tích là ngang là 8 mét mặt tiền đường này anh chị, và sâu là 38 mét, có ở sau hậu thì còn 7,4 mét thôi, nhưng mà nó không phải là top hậu nha anh chị, tại hồi trước cái đường nó xéo quá nên là cái mặt tiền nó nhiều, nhưng mà giờ nó chỉnh chu lại rồi thì đâu đó khoảng là 7 mét mấy đó, nói chung là cũng vuông anh chị, cũng xem thôi. Và có sẵn 75 mét thổ cư anh chị. Bây giờ nói chung cái vị trí ở đây thì nằm ngay trung tâm xã Bông Trang anh chị. Xã Bông Trang mình thì nó tiếp giáp với đường quốc lộ 55 khoảng vài cây số anh chị. Đất mình so với đường thì hơi thấp xíu, nhưng mà bằng thẳng được cái bằng thẳng nha chị. Chủ mình lâu lắm rồi cũng chưa có xuống đây thăm lại đất nên là cũng cỏ hơi nhiều. Ở cái sau đuôi đất mình cũng có một cái kênh mương nước nha chị, kênh mương nước thông xả ra của cái hồ Bông Trang, chảy ra hồ sông Kinh anh chị, hồ sông Kinh ở Phước Bửu mình á, và đổ ra cửa biển anh chị. Cái rành mình là tới đây anh chị, rành mình là tới đây này, qua đó là 7,4 mét anh chị. Đó là chủ mình nói là đó là trên giấy tờ thôi, chứ chủ mình đã đo lại rồi và thực tế là nó 7,6 mét, và cái sổ mình chưa cấp đổi số liệu mới á. Nếu mà cấp đổi số liệu mới thì sổ sẽ đẹp hơn một tí anh chị. Ranh mình tới đây thôi nha anh chị, tại vì cái mương nước này nó quy hoạch nó đâu đó rộng từ đây qua bên đó luôn, tuy là nhỏ nhưng mà nó lấy đất rồi, nó lấy đất bồi thường. Cái mương nước này giờ đổ vô đó là đi vô đó là vô hồ Bông Trang đó, giờ đổ ra đây là đi ra hồ sông Kinh cũ. Ở đây mát, gió thổi mát lười lười luôn. Gia chủ mình cũng đang kêu bán cái miếng đất này là giá là 1,8 tỷ anh chị. Một tỷ tám mà khu dân cư được cái mặt tiền đường nhựa mới đó, ngon luôn, sạch đẹp, rộng rãi, có vỉa hè làm sẵn mương nước luôn.
đi ra quốc lộ 55 cũng gần, mà ra chợ đò, trường học, ủy ban xã, nhà thờ, giáo xứ, tức Tân Tực thì cũng gần 1,8 tỷ anh chị. Rồi anh chị nào thiện chí thì đi xem thì alo em sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế cái lô đất của mình anh chị. Rồi em xin kính chào và hẹn gặp lại anh chị clip sau.